Học theo mẹo gỡ keo 502 trên tấp tấp, ông chú nhận cái kết quê muốn đội quân. Hào án. Theo đó, vì lướt tấp tấp quá 180 phút mỗi ngày, ông chú vì thấy mấy đứa nhỏ chia sẻ một bí quyết, đó là cách gỡ keo 502 dính trên tay cực hay ho, nên đã bắt chước làm theo. Cụ thể, theo như chỉ dẫn, sau khi đổ keo 502 vào hai ngón tay cho nó dính chặt, ông chú sẽ dùng đường đổ vào chỗ vừa nãy. Tiếp theo là cho một ít nước vào để đường tan ra. Như vậy, keo 502 sẽ bị vô hiệu hóa, hai ngón tay sẽ được tách ra hoàn toàn. Mặc dù đã làm theo không khác một tí, thế nhưng keo 502 không thể gỡ ra. Nguyên do là ông chú đã bị mấy khứa trên tóp tóp lừa, bởi chẳng bao giờ người ta dùng đường và nước để gỡ keo 502 trên tay. Ơi giận mà hơi chín luôn à. Bất lực trước tình huống trớ trêu này, ông chú lớn tuổi chỉ biết phì cười. Không phải là do không tách hai ngón tay ra được, mà ông chú nghĩ tới cảnh mình bị mấy đứa con nít lừa một cách vô cùng ngây thơ. Cũng kể từ khi thực hiện chiếc mẹo này, cả ngày hôm ấy, ông chú đi đâu cũng ra ký hiệu OK. Người nhà hỏi gì, chú cũng bảo OK. Vợ hỏi ông có giấu quỷ đen không, chú cũng bảo OK. Được biết cách dùng đường và nước để gỡ keo 502 là hoàn toàn vô lý. Để vô hiệu hóa khả năng dính chặt của keo 502, khi lỡ bị dính phải, chúng ta có thể ngâm tay vào thao nước xà phòng ấm khoảng 10 phút, dùng dầu gió để tẩy vết keo 502, hoặc có thể dùng muối và nước để tạo thành hỗn hợp, giúp mất khả năng kết dính của keo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin nhanh Official. Đừng quên ấn đăng ký để theo dõi nhiều tin mới mỗi ngày nhé!